Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Rồng bay sao xuyến nào yên do Kỳ Vân cư sĩ biên khảo như sau. Đừng khoe lớn cột cao tường, bạc muôn lúa vựa chẳng thương dân nghèo, ngồi trên đỉnh núi treo leo. Thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông, sum vầy một hội rất đông. Cuồng phong thổi tới gẫm không còn gì, mèo kêu nghe tiếng ai bi. Quân thần phụ tử siết chi ưu phiền, rồng bay sao xuyến nào yên. Rắn bò giáp giới đảo Điên Dương Trần, sám giảng người đời quyển 11, Sư Vái Bán Khoai viết năm 1901. Lời bình, câu sấm. Mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử siết chi ưu phiền, ám chỉ năm Mèo Quý Mão 2023, chiến binh Hồi giáo Hamas giải Gaza tấn công Israel, chiến tranh Trung Đông bùng nổ khắp vùng, thành phố sụp đổ tan hoang, người chết kinh hoàng, đói khát tràn lan. Câu sấm, rồng bay sao xuyến nào yên. Rắn bò giáp giới đảo Điên Dương Trần, ám chỉ chiến tranh Trung Đông tiếp tục tàn phá các thành phố vô cùng khốc liệt qua các năm Rồng Giáp Thìn 2024 rồng bay sao xuyến nào yên, và năm Rắn Ất Tỵ 2025 rắn bò giáp giới đảo Điên Dương Trần. Thương vong khủng khiếp, người chết vô số, xác thây không kịp chôn chất chồng đống, mùi tử khí bay cao ngút trời, kỳ nghệ dầu khí tê liệt, vật giá gia tăng, lạm phát tiền tệ, rối loạn xã hội. Trước đại họa chiến tranh thiên tai dập dồn, Sư Vãi Bán Khoai khuyên bá tánh hãy quay đầu sám hối, cải tả quy chánh, làm lành lánh dữ. Không nên ỷ thế giàu sang ức hiếp người nghèo khó, hãy mở lòng từ bi thương xót kẻ cơ hàn, may ra thoát qua cơ sàng lọc kỳ này. Đừng khoe lớn cột cao tường, bạc muôn lúa vựa chẳng thương dân nghèo, ngồi trên đỉnh núi treo leo. Thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông, sum vầy một hội rất đông. Cuồng phong thổi tới gẫm không còn gì, rắn rồng sợ chạy. Buồn rầu rầu, buồn rầu rầu, hỗn ngươn xoay lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất, chống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đảng khác nhau. Quặn ruột đau, quặn ruột đau, Phật tiên thương chúng dạ sầu héo khô, gắng công lục tự nam mô. Họa may cá suối gặp hồ liên hoa, Phật trời lòng lại xót xa. Giáo trong thiện chúng long hoa mà nhờ, gió đưa ngọn cỏ phất phơ, sẽ coi cuộc thế như cờ bị vây. Cảnh đã xây, cảnh đã xây, nhành lai đời khác, đổi thay cuộc đời, xem trong máy tạo hết rồi. Ngửa nghiêng biển thẳm, dã rời bờ ao, thuyền ai chạy tới sông đào. Thuyền ông Bát Nhã Phật vào độ dân, khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi chốn mê tân bớ người. Súc sanh ngạ quỳ là loài, màng chi những chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thắng bước trơn lần, hưởng nhờ muôn thuở bửu châu thiếu gì. Tín thành truyền dạy vân vi, bớ người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế tinh lình, vô thường quỷ dẫn ai binh đặng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỉ như trời chớp, sáng nào đặng lâu. Dặm canh thâu, thở than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế vơi vơi, khổ tăng ra khổ trong đời gian nan. Sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, lưu ở Đình Tổng Sơn năm Kỷ Dậu 1849, Nguyễn Văn Hầu biên khảo ấn tống năm 1973. Bói quạt, khoa học đời nay thật khéo cho, bày ra kia máy chạy vo vo. Tranh quyền tạo hóa nồng thay lạnh, Đông Á lần hồi phụ quạt mo. Có tiền mua lấy cũng nên cho, tủ sắt còn đầy còn gió vo. Nhưng ngặt khan dầu e hết điện, trở về lối cũ lượm cau mò. Cau mò chừng ấy đắt tiền cho, ngóng cổ thêm dài hút gió vo. Chủ khách ngẩn ngơ cơn nóng bức, thôi thì toa mòa tạm dùng mo. Vịnh quạt máy, Đức Huỳnh giáo chủ viết tại Bạc Liêu ngày 21/6 Tân Tỵ ngày 15 tháng 7 năm 1941. Lời bình, quạt máy tượng trưng nền văn minh khoa học máy móc thực nghiệm hiện đại phá hoại môi sinh mà loài người vỗ ngực tự hào. Quạt mo tượng trưng nền văn minh thô sơ hiền lành cổ đại an dưỡng môi sinh mà loài người đã miệt thị chê bai cổ hũ. Tất cả ba bài thơ đều gieo vần cho, vo, mo. Điệp ngữ điệp vận nhằm mục đích nói thiên cơ thế chiến ba. Vậy phải chăng tác giả ám chỉ Thế chiến 3 sẽ đưa nhân loại trở về thời đại quạt mo, mượn cái quạt máy để bói tiên tri tương lai nhân loại? Đức Thầy Huỳnh giáo chủ đã nêu lên đại họa khan hiếm dầu, vì khan dầu ắt hết điện. Khi khan dầu, các nhà máy điện không thể hoạt động phát ra điện năng. Nếu hết điện, chắc mọi sinh hoạt toàn cầu bị tê liệt. Và nếu không có dầu, máy bay không thể cất cánh, tàu nằm ù, xe không chạy. Nói tóm, mọi hoạt động thời đại điện năng bị ngưng trệ, xã hội rối loạn, giặc dậy. Cụm từ âm tiếng Pháp toa mỏa là mảy tao ám chỉ thực trạng văn minh Tây Phương rối loạn, không còn tôn ti trật tự gì nữa. Chừng nào thế giới gặp đại họa khan dầu, khi bom nguyên tử nổ gây nhiễm độc phóng xạ nguyên tử, các giếng dầu bế tắc, cả thế giới văn minh điện tử tê liệt. Chừng đó các bà già miệng nhai trầu bỏm bẻm kêu đám con cháu môi son má phấn nhỏng nhảnh đi giày cao gót, trở về lối cũ lượm cau mo. Quạt mo đắt tiền. Đạo Phật diệu diệu thậm thâm, dầu mà tận thế ngàn năm vẫn còn. Kẻ dại bị khôn đánh đòn, vì thời bất đại triều lòn cho qua. Gặp cơn bình địa phong ba, kẻ khôn lại dạ mới là lạ cho, có quạt máy phụ quạt mo. Chừng nào hết điện quạt mo đắt tiền. Đi tàu thì khỏe hơn thuyền. Khi tàu chết máy xuống thuyền ai cho, nắm khi đói gói khi no. Chê bai mắng nhức nhỏ to làm gì? Kinh giảng sư của Tứ Thánh. Sydney, ngày 3 tháng 12 năm 2023, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báu để xem.